mọi người, chào mừng mọi người đã đến với YouTube của bé Mập nha. Thì nãy giờ Mập là Mập đi chợ, Mập làm ra cái dĩa, cái mâm hào này. Nhưng mà do là Mập không có quay cho mọi người xem những cái khúc mà Mập làm á, tại vì nó rất là mất thời gian luôn. Sợ cái đoạn clip mà mình quay cái đoạn clip 20 phút mà mình làm đồ ăn chắc cỡ tầm 2 tiếng á, mọi người thông cảm đi, em không có biết nấu ăn. Nhưng mà em đã cố gắng hết sức rồi. Đây, trên trước mặt mọi người đây là một cái mâm hàu và gồm 4 món. Đầu tiên là hàu cheese phô mai, nướng phô mai. Tiếp theo là hàu ăn sống và sẽ bị mù tạt. Và hàu nướng mỡ hành, tớp mỡ đậu phộng. Và hàu bơ đậu phộng nha. Đầu tiên, trước hết mình sẽ ăn món hàu sống. Tại vì do là mình để lâu thì nó sẽ bị tanh đó mọi người. Mình cũng đã ướp đá rồi. Nhưng mà chỉ ướp đá được, nó chỉ giữ cái độ tươi nhất định thôi, chứ nó không có tươi hết đâu. Đây, và đây là cái chén mà mình đã pha là wasabi với lại cả là chanh ớt đồ này nọ. Đó, mình sẽ rưới cái nước sốt wasabi. Đây là hàu sống nha, hàu sữa nha mọi người. Hàu này hồi nãy mình ra mình mua là 25.000 một con, sống ken xà beng luôn. Và xong rồi mình chế biến. Cái mù tạt nó hơi nồng, làm hơi mắm vố. Mọi người đợi em chút nha, để em coi em khử làm sao đó. Mù tạt đó mọi người, nó nồng. Mình chết rồi. Cay quá không? Quên nhắc chanh luôn cha. Ủa, mình quên nhắc chanh luôn mọi người, nên là để em nhắc chanh. Nhắc chanh lên, tại vì biết sao không? Mình nhắc chanh lên thì nó sẽ có một cái vị tái tái. Còn mình không nhắc chanh thì nó sẽ sống, sống nhăn luôn. Quên. Đây con hàu, một bé hàu rất là múc. Mình sẽ nhắc chanh lên. Nhắc chanh lên cho nó tái tái ha. Sau đó thì mình mới ăn với lại wasabi được. Chắc chanh lên tái đi con, tái tê. Sau đó mình sẽ chế cái nước sốt wasabi này lên. Ở ngoài á, bây giờ ở ngoài người ta bán rất là nhiều cái tiệm hàu 5K. Nhưng mà hàu 5K đó nó bé lắm, nó không có to như con hàu này. Ăn nó không có sướng, nó sữa nó không có nhiều. Nó ngon thật sự đó mọi người. Hơi nồng. Còn đây, đây là em hàu nướng bơ đậu phộng nha mọi người. Rất là ngon, nếu như mà cái bơ đậu phộng mọi người nướng lên chung với hàu thì nó sẽ có một cái vị béo và cái vị ngọt ngọt nó sẽ hòa quyện vào rất là ngon. Nhưng mà cái này nãy mình chét bơ hơi bị nhiều, chét hơi bị mắm vô, để mình bỏ bớt bơ ra. Bơ đậu phộng này thì mình ăn luôn, mình không có cần chấm thêm cái gì nữa hết. Cực kỳ ngon luôn. Nó không có kỳ. Tại vì á, nhiều bạn á, sợ mấy bạn không biết ăn, cái bạn nói là cái con hàu này mà nướng chung với bơ đậu phộng thì nó sẽ hơi bị ngọt. Nhưng mà không có, nó có một cái vị ngọt ngọt mà nó không có bị tanh cái mùi hàu nữa. Mình nướng vừa thôi, nướng vừa tới thôi, đừng có nướng tái quá. Cái bơ đậu phộng nướng với hàu ngon dữ vậy trời. Tiếp. Ngon ngon nè. Cũng là bơ đậu phộng luôn nha mọi người. Mà tại biết sao không? Em chưa có ăn gì hết luôn.
là em canh em quay YouTube cho mọi người xem. Tại vì hôm nay chủ nhật nè, đã hứa với mọi người là mỗi thứ bảy, là mỗi chủ nhật hàng tuần là sẽ lên clip cho mọi người xem đó, nên là phải quay cho mọi người, là em mua về em tự làm luôn. Hôm nay kinh phí của mình bị eo hẹp nên mình chỉ ăn hàu thôi. Một mâm này cũng tiếc 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 bơ đậu phộng quá, mắm thêm miếng nữa. Mình sẽ chuyển qua ăn con hàu mỡ hành. Có nhiều bạn không biết ăn hành, có nhiều bạn không biết ăn hành, nhưng mà thật sự ra hành rất là ngon. Thì cái hàu mỡ hành này hồi nãy á, là mình có phi hành là với lại cả là tấp mỡ đó anh chị, để cho nó béo béo nữa mới ngon. Hàu mỡ hành này thì mình có thể ăn nước sốt nha mọi người, tại vì không có nước sốt lên thì nó hơi bị lạc á, tại vì do mình nướng mà, nướng mỡ hành thôi chứ đâu có vị gì đâu. Đây để suy nghĩ coi cái hướng nào mình ăn cho nó gọn nhất á. Biết sao em che miệng không? Tại có nhiều bạn kêu là em ăn xong rồi em cố tình làm cho cái miệng em dễ thương á, nên em che lại luôn. Tại mọi người biết sao không? Cái mỏ của em nó bị mỏng á, với lại là cái môi của em nó nhúc nhích khắp nơi mọi người, nó rất là điêu luyện luôn á mọi người. Nên là em nhai á, ví dụ như giờ em nhai bình thường thì đó, là cái mỏ của em nó sẽ nhịp nhàng giống như là đang nhảy lambada vậy đó mọi người. Nên là em sợ lắm, nên là mình ăn nó như thế nào mà thoải mái tự nhiên nhất. Là cái mỏ em nó vậy nè, mọi người thấy cái môi mỏng lét không? Người ta thường thường nói là mấy đứa mà môi mỏng hổn lắm, nhưng thật sự em đâu có hổn đâu, em chưa bao giờ chửi ai. Chế mình sẽ chế nước sốt. Ủa tự nhiên đói bụng quá, hôm nay bình thường là quay clip nói chuyện với mọi người rất nhiều luôn, mà tự nhiên không biết sao hôm nay đói bụng quá, không thèm nói gì luôn. Còn mấy hôm em nói chuyện có nhiều người kêu em là ăn thì nó ăn đi, nó nhiều quá. Ủa gì? Rất cũng như yêu. Ngon. Quên. Nó dính cục thịt bên này mọi người, không nó móc ra được. Rớt xuống. Bây giờ mình sẽ ăn tiếp một con phô mai. Ăn qua con phô mai nha. Nãy giờ ăn con sống rồi, bưa đậu phộng rồi, giờ ăn tới con phô mai. Phô mai này cho nó mập cho nó mập đó mọi người. Ê phô mai thì chắc không cần nêm cái gì nữa đâu, trời nó béo dữ lắm.
Cái phô mai này là em xài cái phô mai kiểu dạng lát luôn mọi người, cái cheese đó. Mà cái cheese lát chứ không phải là cái kiểu giống như là những cái sợi 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 sợi. Cái sợi sợi thì nó cũng được nhưng mà nó không có ngon bằng cái cheese lát nếu như mà mình ấy với hàu á. Đây. Con của chút ác rồi. Tao ta thấy ở trên ngoài cái giỏ nó bự lắm mà sao tự nhiên tao móc cho cái con hàng của chút ác rồi. Ngon biểu. Béo quá à. Mọi người biết sao không? Ý là em không có thích ăn béo cho lắm á mọi người. Nhưng mà do mình làm một cái mâm hàu đủ món thì mình phải làm đầy đủ luôn. Nói chung là cái món ăn sống, nói chung là em hảo ăn sống hơn á. Không biết sao nó sinh ra như để ăn sống vậy đó mọi người. Ăn sống nó ngon hơn. Với lại là cái kiểu mà mỡ hành với lại tóp mỡ này nè, tại vì nó có cái một tóp mỡ giòn giòn rồi mình chan cái miếng nước mắm nó sẽ mặn mặn ngọt ngọt lên, nó sẽ phê hơn rất nhiều. Còn bơ này á thì cái bơ đậu phộng nó hơi ngọt, đối với những bạn nào mà không có hảo ngọt á thì các bạn sẽ không ăn được. Còn cái này á thì nó bị béo quá, em là em không có thích cái này, em là không phải là team phô mai nhưng mà làm lên cho cái màu nó đủ đẹp á, đủ đủ màu á mọi người. Ừ, cho nó đủ màu. Mù tạt. Sắc như mà ghiền. Mọi người biết không, hồi nhỏ mình không có biết ăn đồ sống, không biết ăn hàng sống mà mẹ của mình nó hay kiểu giống như là gặp giống như kiểu khách hàng đồ này nọ rồi hay đi ăn đi nhậu á thì cái dắt mình theo, cái xong mẹ kêu đâu con ăn thử một con hàu ấy nó rất là ngon, cái mình ăn vô mình vừa ăn đi vừa ăn nó trong mẹ sao nó cái mùi nó kỳ quá, xong cái mẹ mới kêu không bây giờ con thử con ăn đi, con ăn vô miệng xong rồi con nhắm mắt lại con cảm nhận, xong rồi cái mình cũng làm theo nha ba, bỏ miếng mù tạt cho tao nhắm mắt lại xong tao cảm nhận xong mở mắt ra cái mặt tao như cái quần vậy. Ủa nhưng mà một lần duy nhất, xong rồi những lần sau ghiền ăn hoài luôn, mù tạt nó ngon, nó nồng nồng nhưng mà nó ngon. Để mình bỏ mấy con phô mai này ra ngoài trước. Ừ, cái miệng tao nhai kỳ thiệt đó. Nó giống như là ngán quá thề ngán muốn xỉu luôn á má. Nãy giờ ý là biết sao mình ăn, ví dụ như mình ăn đúng không, một hai ba bốn con có thể năm con thì mình còn cảm thấy nó rất là hào hứng, mặc dù mình đã đổi món rồi nhưng mà mình ăn bây giờ là hai bốn sáu tám con ngán muốn xỉu. Ngán muốn xỉu luôn má, biết sao không, tại vì khi mà
khi mà mình sao ta mình ăn hàu không á thì nó sẽ rất là ngán. Như đối với như bình thường mình ra quán đúng không, mình sẽ ăn một hai con hàu xong mình nhấp một hai hơi bia đồ, nó còn đỏ. Nói gì nói chứ cái con đậu phộng mày nó hấp dẫn mọi người. Tại vì thường á cái này là làm ở nhà chứ mọi người đi ra quán nhậu nó đâu có bơ đậu phộng đâu. Đây, ê đùa, rớt xuống đất rồi, nửa tí dọn gần chết nè. Đó mọi người thấy không, cái bơ đậu phộng này á là ở ngoài tiệm người ta đâu có làm món này đâu, chỉ có ở nhà thôi. Mọi người mua cái hũ bơ đậu phộng ở trong siêu thị về á, mà chét vô thôi, đừng chét mắm vô như mình nha. Ta không phải, tại biết sao, mình quay clip á, mình làm màu cho nó đẹp, mình thể hiện một hai cái nét gọi là mình làm màu cho nó đẹp chứ lạ. Mọi người cứ chét vừa vừa thôi, còn cái này nó hơi bị nhiều. Cái vị đậu phộng nó siêu béo, nó béo mà nó không phải béo giống như phô mai. Đối với những team mà không thích ăn phô mai giống mình á thì các bạn làm hàu nướng bơ đậu phộng thì hơi bị ngon. Thử đi, ở nhà các bạn nướng thử đi. Ăn thêm con nữa, con này gì không ngán, do là mình thích cái bơ đậu phộng, còn mấy bạn thì mình không biết làm sao. Mình nhặt nó ra được, thấy vậy thôi nè, là chết cái đậu phộng nó bị đầy ra thì bị tràn, hiểu không? Chứ con hàu nó có ép nè, đó có bị nứng à. Sao đây, sao ăn mày đây, tao tức á. Ke lại nhai cho nó sướng. Bây giờ thì mình sẽ tắt cái chiếc clip YouTube này ở đây. Ngày hôm nay là mình đã chén sạch là 10 con hàu. Yêu. Hơi ngán nha. Hơi ngán nhưng mà cũng ngon. Ngon nhất là cái món bơ đậu phộng đó mọi người. Đây, mọi người về mọi người thử đi, thử một lần đi, rồi mọi người làm thử ăn coi nó sẽ như thế nào. Chứ em thấy là nó rất là bắt miệng, tại vì nó lạ đó mọi người. Còn nếu như mình ăn lâu dài á thì nó sẽ ngán, nó ngán y như là phô mai vậy đó. Cái cheese này nó béo quá à. Nhưng mà mọi người nướng cái cheese này nó sẽ ngon hơn là cái dạng mà kiểu như là phô mai trắng á. Phô mai trắng nó không ngon bằng, nướng cái phô mai vàng nó sẽ béo hơn và ngon hơn đối với những bạn nào thích ăn phô mai. Bây giờ mình sẽ tắt cái chiếc clip này ở đây nha. Bye bye mọi người, và hẹn mọi người sẽ làm clip sớm nhất cho mọi người. Tại này mình cũng không có chuyên á, nên là mình chỉ nào mình rảnh mà mình quay chơi cho mọi người coi vui vậy đó, đam mê. Bye bye.